Cô tên là Trần Thị Diễm Linh, đến từ trường tiểu học Thuận Kiều. Thân mến chào các em. Cô rất vui vì được gặp gỡ và đồng hành với các em trong môn tiếng Việt ngày hôm nay, chủ đề 11, bạn bè và viết kể chuyện. Trước khi vào bài học, chúng mình cùng nhau nghe một bài hát nhé. Vừa rồi các em vừa nghe xong một bài hát rất vui nhộn đúng không nào? Vậy các em đã thấy được gì trong bài hát vừa rồi? À đúng rồi, cô cũng thấy rất nhiều loài động vật như khỉ, chuột, hổ, ngựa và những con vật khác. Các em biết không, mỗi loài động vật đều có những đặc điểm riêng. Và trong tiết kể chuyện ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những đặc điểm thú vị của một loài chim qua câu chuyện. Bạn mới của khỉ con. Cô mời các em cùng nhau nhắc lại tên câu chuyện. Bạn mới của khỉ con. Vậy bạn mới của khỉ con là ai? Bạn ấy có những đặc điểm gì đặc biệt và diễn biến câu chuyện ra sao? Cô mời các em cùng tìm hiểu qua bốn bức tranh sau. Các em hãy quan sát tranh 1 và cho cô biết trong tranh có những nhân vật nào. Đúng rồi đó các em ạ. À, trong tranh có cú mèo và khỉ con. Vậy các em hãy cho cô biết cú mèo đang làm gì vậy? Em trả lời rất chính xác. Cú mèo đang ngủ. Vậy các em cho cô biết khỉ con đang nghĩ gì? À đúng rồi, khỉ con đang nghĩ bạn ấy lại ngủ nữa rồi. Vậy là khỉ con muốn đến làm quen với bạn mới. Nhưng lúc nào khỉ con cũng thấy bạn ngủ. Tiếp theo khỉ con sẽ đi đến đâu và phát hiện điều gì? Các em hãy quan sát tiếp bức tranh số 2 nhé. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết em thấy khỉ con đi đâu nào. Em giỏi lắm, khỉ con đã đi thăm vườn ngô. Vậy thì các em hãy cho cô biết khỉ con đã phát hiện điều gì xảy ra ở vườn ngô. À đúng rồi, khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp và có dấu chân chuột để lại. Vậy em thử đoán xem khỉ con đang nghĩ gì nào? Em giỏi lắm, khỉ con muốn nhờ mèo đuổi lũ chuột. Vậy thì điều bất ngờ nào đã xảy ra? Cô mời các em cùng cô quan sát tiếp tranh 3 nhé. Các em quan sát tranh 3 và cho cô biết khỉ con đã thấy gì? Em
Em trả lời rất chính xác. Khỉ con đã thấy một con vật bắt chuột. Vậy khỉ con có nhận ra nhân vật đó là ai không? Cô mời các em cùng nhau quan sát tranh số 4 nhé. Các em quan sát tranh và tự đoán xem mèo con đã nói gì với khỉ con. Em trả lời rất chính xác. Mèo con đã nói với khỉ con rằng: tối qua bạn ấy bắt chuột đấy. Và khỉ con biết bạn mới là cú mèo. Qua phần tìm hiểu vừa rồi, các em đã biết được những sự việc chính của câu chuyện rồi đúng không nào? Bây giờ các em hãy tập trung chú ý nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Bạn mới của khỉ con. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cây cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ. Sao bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Nhưng ngày đêm ấy tiếng chít chít khiến khỉ con tức giận. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó lao xuống bắt tên chuột đầu đàn. Các con chuột khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngay để ban đêm bắt chuột. Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Vừa rồi, cô đã kể cho các em nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy, bạn nào cho cô biết bạn mới của khỉ con là ai? À, đúng rồi, bạn mới của khỉ con chính là cú mèo. Để giúp các em nhớ nội dung câu chuyện, cô sẽ kể lại cho các em nghe từng đoạn nội dung câu chuyện theo từng tranh nhé. Bạn mới của khỉ con. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cây cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ. Sao bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Nhưng ngày đêm ấy tiếng chít chít khiến khỉ con tức giận. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó lao xuống bắt tên chuột đầu đàn. Các con chuột khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngay để ban đêm bắt chuột. Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Các em vừa nghe cô kể theo từng tranh. Giờ em hãy chọn bức tranh mình thích và kể lại nội dung phù hợp tranh nhé. Khi kể, các em lưu ý chú ý giọng nói của nhân vật. Khỉ con thì giọng ngạc nhiên,
Mèo con thì giọng vui vẻ, thán phục. Và các em nhớ kể thật tự nhiên nhé. Qua câu chuyện, các em hãy cho cô biết bạn mới của khỉ con là ai? Em trả lời rất chính xác. Bạn mới của khỉ con chính là cú mèo. Vậy các em hãy cho cô biết cú mèo có điểm gì đặc biệt? Em giỏi lắm. Cú mèo ngủ cả ngày, nhưng ban đêm cú mèo phải bắt chuột cũng giống như mèo. Vậy qua câu chuyện, em thích nhất nhân vật nào? Vì sao? Đúng rồi đó các em, có bạn thì thích khỉ con, vì khỉ con rất thân thiện đúng không nào? Nhưng có bạn lại thích cú mèo, vì cú mèo không lười biếng mà cú mèo cũng bắt chuột bảo vệ mùa màng. Vậy các em hãy cho cô biết câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? Em giỏi quá! Câu chuyện khuyên chúng ta không nên đánh giá tính cách của ai đó qua đặc điểm bề ngoài của họ. Các con ở nhà cố gắng tập kể lại câu chuyện cho bố mẹ cùng nghe nhé. Tiết học hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các em học sinh.